Chào mừng quý vị trong chương trình Sewing by La En. Thưa quý vị, hôm nay Lan xin trình bày cho quý vị làm sao để taper một cái quần jean nhé. Taper có nghĩa là làm chặt ống á, vâng, từ đầu gối xuống. Vâng, thưa quý vị, đây là cái quần jean ạ. Vâng, khách hàng muốn muốn là làm chặt từ cái chỗ cái đùi á xuống dưới, mà cái chỗ đùi là 8 in. Đó là 8 in cái chỗ đùi á, cái đầu gối chứ. Từ cái chỗ đầu gối xuống 8 in, mà dưới đây là 9 in rưỡi. Dưới cái chỗ mà cái chỗ lai là 9 in rưỡi, chỗ đầu gối là 8 in. Vâng. 8 in, 9 rưỡi trừ 8 in là còn 1 in rưỡi, là khách hàng muốn thép vào vô làm chặt vô 1 in rưỡi. Từ đầu gối trở xuống. Vâng. Thì trước hết chúng ta tháo cái lai ra. Thưa quý vị, trước hết là chúng ta tháo cái lai ra. Vâng, tháo lai hẳn ra. Chúng ta đo lại nhé. Khách hàng muốn từ đầu gối bóp bằng ở đầu gối á, ta đầu gối là 8 in. Ở dưới lai là 9 in rưỡi thì bóp vô tổng cộng là 1 in rưỡi. 1 in rưỡi tại cái quần này thuộc loại xòe á thì là chia đôi ra mỗi bên là 3 phần 4 in. Vâng. 3 phần 4 in chị in. Vâng. Chúng ta lộn ra phía trái. Vâng. Chúng ta lộn ra phía trái quý vị ạ. À. Rồi chúng ta ủi thẳng 4 đường sim. Của bốn phía cái quần nó hai đường in seam với lại hai đường out seam. Vâng, in seam là cái đường trong đáy á, còn out seam là cái đường bên hông. Vâng. Chúng ta ủi thẳng ra. Một in, thưa quý vị, một in bằng 2 cm rưỡi ạ. Vâng. Ở Mỹ người ta xài inch chứ người ta không có xài cm, rồi cứ phải đổi qua cm qua in. Đó. Chúng ta xếp hai đường đáy in seam chung trùng với nhau. Vâng, đây là đường in seam ạ. Phía đáy là in seam trùng với nhau. Chúng ta đã chia rồi, 1 in rưỡi chia đôi là 3 phần 4, thì ta vẽ là 3 phần 4. Vâng. Chúng ta vẽ một bên đó là 3 phần 4 in, 3 phần 4 từ đường chỉ vô lên tới đầu gối. Đầu gối là chỗ này là 8 in này. Vâng, tới đầu gối ta lại lại ta vẽ lên. Vâng. Rồi ta cắt đường may là nửa in, ta vẽ luôn đường may là nửa in. Rồi chúng ta cắt theo đường may, chừa đường may là nửa in. Vâng. Similo là half in. Sau đó chúng ta lấy đường eo seam. Eo seam có nghĩa là đường phía hông quần. Vâng, bên hông quần cũng giống như vậy. Ta lấy từ đầu gối xuống và ta thâu vô 3 phần 4 in lên tới đầu gối. Và khi cắt đó thì chúng ta chừa nửa in đường may. Chúng ta nhớ nhé. Khi ta may thì chừa nửa in. Đó. Ta xếp cho trùng với nhau. Đó, ta cắt theo chừa nửa in đường may. Sau đó cái đường này là nó may chung với nhau rồi, nó vắt sỏ thì ta thấy nó may chung với nhau, dập chung vô rồi vắt sỏ thì ta cũng làm lại như vậy. Ta ra mé may, ta may chung nó vô từ đường gối đầu gối xuống dưới lai, xong rồi bên in seam cũng vậy, ta
cũng như họ cũng nhập chung với nhau á. Ta may từ đường gối, đầu gối xuống cái lai, sau đó ta may lại cái lai cũ đúng y như cái chỉ màu của họ. Vâng, thế là ta đã cắt xong một cái quần mà người ta muốn làm chặt ống á. Vâng, chặt ống là 1,5 inch. Vâng, chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi những chương trình Sewing by Loen. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về những cái công việc mà sửa tất cả các loại quần éo hay là may quần éo thì xin quý vị email cho Loen ở địa chỉ loentaylor57@yahoo.com. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi những chương trình Sewing by Loen. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Đó.